Tử vi thứ 6 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tử vi cung bạch dương xem bói tử vi thứ 6 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo nói rằng bạch dương mở mang đầu óc và kinh nghiệm, khám phá những con đường mới. Bạn hướng đến mục tiêu cao và mở rộng tầm nhìn của mình trong công việc học tập. Bạn nhìn lại một năm qua mình đã làm được gì và thu được những gì. Sự thông minh giúp bạn đúc kết được cho mình nhiều kinh nghiệm tuyệt vời đón năm mới xuân sẻ ngày cuối năm nhiều bạn sẽ dấn thân vào tiệc tùng ăn uống bạn không thích tu túng ở nhà hôm nay là một ngày vui vẻ của bạn bên người thương gia đình hoặc bạn bè cuối ngày nhiều người sẽ có buổi hẹn hò cùng người yêu nay là ngày ngọt ngào của các đôi yêu nhau bây giờ là thời gian tốt nhất để đi ra ngoài và chi tiêu mua cho mình thứ gì đó đẹp nhưng đừng văng ra chỉ một món đồ Thay vào đó, hãy đầu tư tiền của bạn một cách thông minh. Cuối năm đừng vung quá tay nhé. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 30 tháng 12 năm 2022 là 75 và 88. Hai. Tử Vi Cung Kim Nghiêu Tử Vi thứ 6 ngày 30 tháng 12 năm 2022, Kim Nghiêu có tấm lòng nhân hậu, biết cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn của người khác. Hôm nay bạn nên cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút cuối giờ làm việc, đừng tham công tiếc việc nữa, có làm thêm cũng không cải thiện được nhiều đâu. Đừng cho phép bản thân trở nên quá tải. Chỉ vì bạn không có câu trả lời chính xác cho mọi vấn đề ngay hôm nay lòng tốt và sự đáng yêu của bạn là đặc điểm thu hút người khác phái. Chỉ cần trước khi ra ngoài ăn mặc đẹp một chút là bao người gục ngã. Một ngày như hôm nay có thể là sự hồi sinh hoàn toàn cho mối quan hệ của các bạn đang chiến tranh lại. Kim Nhiêu hôm nay sẽ có nhiều may mắn trong tài chính, đặc biệt nếu nghe lời khuyên của bạn bè, bạn sẽ đi đúng hướng. Nhiều người sẽ nhận được lời mời ăn uống trong hôm nay. Hãy vui vẻ đón nhận nhé đừng ngại. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 30 tháng 12 năm 2022 là 14 và 52. Ba, tử vi cung song tử theo tử vi ngày mới nói rằng song tử bồn chồn có thể dẫn đến những lựa chọn sai lầm hoặc thái quá mặc dù hôm nay là ngày cuối năm rồi nhưng vẫn còn núi việc chờ xong tử đống việc này tồn động từ tuần trước chòm sao này nên giải quyết từ vấn đề nhỏ nhất dần dần đến cái quan trọng hơn để tiết kiệm thời gian sức lực các mối quan hệ trở nên căng thẳng bất ổn bạn và người ấy có bức xúc mà không chịu nói ra cho nhau nghe lưu ý thêm là hôm nay chắc chắn sẽ có chút căng thẳng và tranh cãi với hàng xóm nhưng điều đó chỉ khiến cuộc sống thêm thú vị không sao cả đâu song nhi cẩn thận để bản thân không tiêu quá nhiều tiền cho những món đồ linh tinh trong hôm nay hãy dành thời gian và tiền bạc cuối ngày đi thăm bạn bè gia đình hoặc làm từ thiện lấy hên cho năm mới

Tử vi cung cự giải bói tử vi 12 chòm sao nói rằng cự giải muốn vùng vẫy bên những cuộc vui cùng người thân, bạn bè hoặc người yêu. Đáng khen là cự giải khá hoạt bát nên sẽ hoàn thành tốt công việc trong ngày, bạn cố gắng làm sạch sẽ mọi việc còn tồn đọng để chút hết mọi gánh nặng trong năm qua. Nếu bạn tham gia vào công việc mang tính sáng tạo, đây sẽ là một cách tuyệt vời để sự nghiệp khởi sắc. Ngày hôm nay là thứ sáu cuối cùng của năm cua nhỏ hãy chắc chắn rằng bạn có thể dành thời gian gặp gỡ mọi người vì nếu không bạn có thể bỏ lỡ một người quan trọng bạn dường như không thể ngồi yên nhất là người trẻ hôm nay mà không có tiệc tùng quả là đáng tiếc ra ngoài nên cất giữ ví tiền và tư trang cá nhân cẩn thận vì có điểm mất của ví tính hậu đậu hay quên của bạn tiêu tiền cũng phải tính toán cẩn thận kẻo sang tháng lại mếu máu vì ví tiền cạn nhanh con số may mắn của cự giải ngày 30 tháng 12 năm 2022 là 12 và 32. Nam, tử vi cung sư tử sư tử có những cảm xúc sâu sắc hơn xuất hiện đột ngột theo một cách khác thường trong người hôm nay bạn có phản ứng thái quá khi ai đó có ý định sai vặt mình ở chỗ làm bạn khiến nhiều người né tránh vì sợ tính nóng này của bạn hãy cố gắng không tập trung vào những điều tiêu cực ngày hôm nay vì điều này có thể dẫn đến sự thù địch và xung đột đừng để bất kỳ điều gì khiến bạn buồn trong ngày hôm nay tối nay là thời điểm tuyệt vời cho những cuộc trò chuyện sâu sắc và hẹn hò Cuối ngày nếu là người độc thân nên dành thời gian nói chuyện với cha mẹ nhiều hơn, nấu cho họ một bữa ăn ngon hoặc mua trái cây ngon về nhà nhé. Buổi chiều hoặc thời gian tới tròm sao này sẽ nhận được món quà nhỏ của ai đó, nhớ cảm ơn họ. Tài lộc có phần khởi sắc hơn, nhiều người được thêm tiền thưởng hoặc tiền hoa hồng. Con số may mắn của sư tử ngày 30 tháng 12 năm 2022 là 08 và 82. 6. Tử vi cung xử nữ tử vi phương Tây 12 cung hoàng đạo cho thấy xử nữ thiết lập thói quen, tính cách mới mẻ và kế hoạch mới cho năm tới. Thứ sáu là ngày mà xử nên gác lại mớ công việc một bên và chuẩn bị lên kế hoạch cho năm mới. Buổi sáng đi làm hãy cẩn thận khi đi lại, đừng ngủ nướng thêm vài phút đường có thể bị tắc. Sếp của bạn cũng có thể gây khó dễ cho bạn về phương diện tình cảm nếu còn độc thân các bạn có cơ hội cao gặp được một người thú vị trong hôm nay người đang yêu dục dịch bàn chuyện cưới xin nguy cơ cao sang năm nhiều bạn xử nữ sẽ kết hôn đây là một tín hiệu tốt nên đừng lo lắng quá cuộc sống sau hôn nhân còn nhiều điều bất ngờ chờ đón bạn nhớ đừng đánh mất sự cảnh giác vì những lời khen ngợi có cánh rồi cho người ta vay tiền tùy tiện Hãy quý trọng những người đã ở bên bạn ngay từ đầu và để họ biết rằng bạn trân trọng họ. Trả hết nợ cũ và mua một món quà nhỏ cho những người từng cứu mình trong lúc khốn khó nhé. Con số may mắn của xử nữ ngày 30 tháng 12 năm 2022 là 20 và 82. Bảy tử vi công thiên bình thiên bình nên suy nghĩ trước khi nói nếu không có thể xảy ra hiểu lầm hôm nay bạn có thể cần phải cân bằng giữa công việc và việc học nhưng tôi tin chắc chắn bạn có thể giải quyết vấn đề này gợi ý cho bạn ngày cuối năm này hãy thử chút cà phê cùng trà nóng để tỉnh táo trước khi làm việc nếu có một cuộc họp quan trọng có thể bạn sẽ quyết định từ bỏ một mối quan hệ mập mờ hoặc chấm dứt một cuộc tình không tốt đẹp để năm mới được nhẹ nhõm hơn đây là quyết định sáng suốt hãy quý trọng đám bạn thân bên mình trong thời gian qua nếu dư giả có thể rủ chúng nó đi nhậu cùng nếu bạn đang muốn mua món đồ lớn nào đó thì hôm nay chính là ngày để thực hiện nhưng phải biết ví tiền của mình ở mức nào nhé cung hoàng đạo này hãy tránh mua những thứ mà bạn chỉ dùng một thời gian ngắn con số may mắn của Thiên Bình ngày 30 tháng 12 năm 2022 là 75 và 90. 8. Tử vi cung Bọ Cạp bọ Cạp hơi hấp tấp, hậu đậu, phản ứng theo bản năng rất nhanh. Ngày cuối cùng của năm 2022 là thời điểm tốt để bạn có đủ can đảm để làm điều gì đó lớn lao trong sự nghiệp nó có thể không được vui vẻ cho lắm nhưng mục đích là vì lợi ích của bạn nên chiêm tinh cực kỳ ủng hộ bạn hãy nhớ rằng một lời nói thật khó nghe còn hơn một lời nói dối ngọt ngào hãy thành thật khi yêu hôm nay bạn sẽ bị làm phiền chủ yếu là vì bạn cùng phòng hoặc người thân cần bạn giúp đỡ cứ niềm nở giúp đỡ mọi người bạn sẽ nhận lại sự hạnh phúc dù bận rộn nhưng hãy dành một buổi chiều cho riêng mình tiêu tiền cho những món ăn mà bạn thích hoặc nếu bạn muốn làm gì đó. Hãy thử lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ngắn hạn trong vài ngày tới cùng người mình yêu. Con số may mắn của bọ cạp ngày 30 tháng 12 năm 2022 là 70 và 82. chín tử vi cung nhân mã tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo chỉ ra rằng nhân mã mong muốn phiêu lưu, thay đổi và hành động, thèm có cái gì đó mới đến với cuộc sống của mình. Bỗng dưng bạn nhớ lại những kỷ niệm cũ cùng đồng nghiệp, hôm nay làm việc năng suất và buôn chuyện cũng năng suất. Bọ cặp có thể khó hoàn thành đủ KPI trong ngày vì bạn đang hơi vui và phấn thích ngày này nếu có chút hiểu lầm gây dạn nứt trong cuộc trò chuyện với nửa kia đừng cố sửa chữa mà hãy cho người kia có không gian riêng để họ bình tĩnh lại nếu đi chơi với bạn bè hãy đối xử tôn trọng với bạn bè nay sẽ là một ngày bận rộn với lịch trình trong các mối quan hệ ngoài ra bạn rất giỏi giao tiếp dường như luôn biết phải nói gì để tóm được cơ hội làm ăn mà người khác mang lại Áp lực tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ đối với Mã Nhi, làm được thì tiêu được. Con số may mắn của nhân mã ngày 30 tháng 12 năm 2022 là 88 và 90. 10 Tử vi cung ma kết tử vi ngày mới 12 tròm sao cho biết ma kết lạc quan và thực tế, có một chút đam mê vật chất hơn ngày thường. Tinh thần làm việc kém hơn ngày thường. Bạn đang chú tâm vào một điều gì đó nên lơ là trong công việc. Cố gắng để giữ tâm trạng ổn định và đầu óc tỉnh táo, chiều nay hãy dành thời gian nghĩ về kế hoạch cho năm tới nhé. Bạn yêu cái đẹp nên trau chuốt bản thân nhiều hơn thường ngày, biết đâu vận đào hoa lại ập tới bất ngờ nhắc nhở kết hãy cẩn thận nhớ các ngày hẹn quan trọng với người yêu đừng quên kẻo bị giận hơi lâu nhé đầu năm mà đã chiến tranh lạnh thì không hay đâu dù bận rộn nhưng hãy dành một khoảng lặng cho riêng mình nếu muốn đi chơi vài giờ hãy bước ra ngoài tận hưởng không khí và đi thôi đừng tiếc tiền tuy nhiên cần chuẩn bị kỹ vì thời tiết có thể không ủng hộ bạn con số may mắn của ma kết ngày 30 tháng 12 năm 2022 là 10 và 65. Mười tử vi cung bảo bình bảo bình khá bốc đồng và nhiệt tình quá mức đem mọi chuyện đi quá xa. Mọi người cứ thấy bạn tương tưởng hơn mọi ngày, làm việc khá lơ là chảnh mạng. Nếu có cuộc họp thì tròm sao này luôn là người nổi bật và phát biểu nhiều nhất dường như bạn đang chờ đợi một điều gì đó cho công việc hoặc học tập có đúng không? Người độc thân có nguy cơ cao bị crush từ chối, tình cảm này sẽ không đi tới đâu nên tốt nhất là rũ bỏ nó đi nhé. Hôm nay Bảo Bảo sẽ có cơ hội kết bạn với một người ảnh hưởng có thể giúp đỡ bạn trong tương lai gần. Bạn sẽ gặp may trong mua sắm, đó có thể là săn được mã giảm giá tốt. Đây chính là niềm vui nhỏ đối với bạn. Nếu mua sắm gì đó để trang trí cho nhà cửa, phòng ngủ thì sẽ gặp khá nhiều may mắn. Con số may mắn của bảo bình ngày 30 tháng 12 năm 2022 là 75 và 89. 12 tử vi cung song ngư song ngư bị suy giảm khả năng phán đoán do cảm xúc thái quá, hoặc thiên lệch về cảm xúc quá nhiều. Bạn nhạy cảm với ý kiến của người khác. Hệ ai góp ý một chút là song ngư lại nổi đóa lên hoặc ấm ức trong lòng. Bạn vốn là người thông minh. Nhanh nhẹn nhưng mặt trái là đôi khi bạn trở nên quá bốc đồng và vội vàng khi đưa ra kết luận gây mất lòng mọi người xung quanh khuyên hội độc thân nên tích cực và chủ động thể hiện tình cảm của mình với đối phương được ăn cả ngã về không nếu bị từ chối thì sang năm tìm người khác hôm nay cho phép ngư sống là chính mình đi đâu cũng sẽ có người yêu kẻ mến mà thôi nguồn thu của chòm sao này hôm nay chủ yếu đến từ tiền thưởng là chính bạn làm việc hiệu quả cao nên chắc chắn là khoản tiền thu về cũng không nhỏ tuy nhiên cần học cách tiết kiệm và chi tiêu cho tốt nhé